Gầm cao 7 chỗ thì hiện tại bên em có rất là nhiều xe luôn chị nha. Có Hyundai Santa Fe, máy dầu, máy xăng, bản cao cấp. Có Sorento, máy dầu, bản Signature. Và có CX-8. CX-8 là bản Luxury 2023, mang nước sơn màu trắng. Và Fortuner. Fortuner thì máy xăng, máy dầu bên em đều có chị nha. Thì hôm nay thì Duy sẽ lên hình chiếc Fortuner máy dầu số tự động sản xuất 2019. Và mới chạy mới có 15.000 km thôi anh chị nha. Đây chân dung của em máy đây ạ. Mang nước sơn màu bạc, tên tư nhân một chủ. Chủ hầu như là có xe công ty đưa đón á, nên không có nhu cầu sử dụng xe nữa. Rất là ít chạy luôn ạ. Nước sơn đây anh chị cùng xem. Mình thùng thẳng bon, không có tí gợn sóng luôn. Sơn zin là nguyên xe anh chị nha. Đây là phần giáp ní cản trước nè anh chị. Những cái xe Toyota đó thường là có phần giáp ní cản trước, giáp ní hai bên, cản trước cản sau. Thì mình nhìn mình sẽ biết cái xe này, cái cản nó chưa có sơn lại anh chị. Đây, tuyệt vời anh chị ha. Còn đây là vỏ heo xe nè anh chị. Vỏ heo xe của Fortuner, gai nó dày như vậy thôi anh chị nha. Nhiều anh chị cứ nghĩ là xe SUV á, sẽ sử dụng những cái gai vỏ nó dày. Đó là những cái lớp riêng biệt để dành cho xe mà chạy off-road anh chị. Chạy trên những cái đường cát, đường xấu nên cần cái gai nó dày hơn anh chị ha. Còn Fortuner là một dòng xe thương mại, người bình thường chạy trên đường thôi, không cần gai quá dày đâu. Gai dày quá thì chạy nó sẽ ồn và sốc lắm ạ. Những cái chi tiết của xe như là vô lăng, củ số hay là ghế da vẫn còn đẹp tuyệt vời luôn ạ. Lớp dự phòng xe này thì cũng chưa có lăng anh chị nha. Chiếc xe này bên em hiện đang chào bán là 895 triệu anh chị. Mức giá trên là còn thương lượng, còn linh động anh chị ha. Anh chị nào mà quan tâm đến Fortuner máy dầu với yêu cầu là một chiếc xe đẹp tuyệt vời, không có gì để lo lắng cho chất lượng xe, để sử dụng lâu dài thì hãy qua bên em xem ngay chiếc xe này. Một chiếc xe rất là đẹp luôn chị nha, không có xước xát chỗ nào cả. Xem xe trực tiếp ở Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, gần cổng chợ Bình Dương, cách ngã tư Bình Phước chỉ 1 km thôi chị nha. Anh chị search Google Bình Vĩnh Phú Auto là có dẫn đường qua bên em liền à.